Một số thì nói là thiền là mình chỉ là quan sát những cái suy nghĩ, nhưng mà chị thì nói là thiền thì mình lại định hướng những cái suy nghĩ mà mình mong muốn, thì như thế nào thì nó là phù hợp chị á? Ví dụ như em thiền quán chiếu suy nghĩ của mình và em thấy rằng lúc mà em quan sát suy nghĩ của mình nó giúp cho em hiểu bản thân mình và em thay đổi tốt hơn thì cái thiền đó hiệu quả với em. Nếu như mà em cảm nhận là em thiền mục tiêu, là thiền một cái ý tưởng và từ cái ý tưởng đó nó cũng làm bùng nổ trí tuệ của em bắt đầu mở rộng nhận thức của mình về cái mục tiêu của mình, em bắt đầu khám phá tìm tòi để nhận thức của mình tốt hơn và sau đó những cái cách làm xuất hiện, em thực hiện những cái cách làm đó và em cảm thấy mình có giá trị hơn. Có rất nhiều cách thiền, cái cách nào hiệu quả với bản thân mình thì mình phải xem sau một cái thời gian mình thiền tập như vậy mình có tốt hơn hay không. Vậy thì mỗi người chúng ta khi thực hành sẽ nhận diện ra được cái nào hiệu quả với mình. Và chỗ này cũng chính là chỗ mà Đức Phật luôn nhắc mọi người rằng đừng tin những gì ta nói, hãy trải nghiệm những gì ta nói và sau đó tìm ra cái thứ tốt đẹp cho chính mình. Ở ngoài kia có vô vàn những cái cách thức thiền, chúng ta hãy cho phép mình trải nghiệm và sau đó nhận diện ra những thứ hiệu quả với mình.